Rồi, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Harry the Berry. Hay mọi người còn biết đến mình với cái tên là Nguyễn Hưng 15913. Thì hôm nay là mình sẽ làm video về nội dung là speedrun cái bunker bỏ hoang. Thì nói cái speedrun của cái bunker bỏ hoang này nó cũng không có dễ. Tại cơ bản thì là bạn phải giống như là bạn phải hack cửa rồi bạn phải nói chung là đối đầu với những con Razor, nên là nói speedrun thì nó cũng không thể nào mà kết thúc trong vòng 5 hay 10 phút được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Mình sẽ cố gắng là đi cái bunker nhanh nhất có thể từ khi mình không có gì trên người đến lúc mà mình sẽ có ít nhất là một cây súng thôi. Đây. Xong mình chọn cái là server official. Cơ bản thì mọi setting đều sẽ là mặc định. Nhưng mà mình chọn là Danny Trejo ha. Kỹ năng thì mình sẽ lấy melee weapon, running để chạy nhanh và ít thể lực hơn. Stealth advance để mình có thể gây ít tiếng ồn hơn khi mà mình chạy hoặc là loot đồ. Kỹ năng lockpick thì mình để medium để lock nó sẽ dễ hơn và sẽ có 3 giây để mở cái khóa số cho bằng cơ, và chắc chắn là medical advance. Không biết là nó spawn ở đâu. Ok, tối này quá tốt rồi. Thì khi mà bạn đi bật cơ vào buổi tối thì bạn sẽ ít gặp, nói chung là bạn sẽ không phải hack cửa, sẽ không phải hack cửa khi vào tập chính của bật cơ hết. Ở đây thì hơi xấu, vậy đó mình sẽ phải tự sát để bay vào bật cơ khác. Cô là mình sẽ skip video để tránh mất thời gian của các bạn ha. Rồi, và một cách thần kỳ nào đó thì mình đã tới được cái bunker bỏ hoang mình muốn. Chết 4 lần và 4 cái lần mình hồi sinh đều là cái bunker thường hết. Không biết đây có phải là cái điểm hay không. Ok ha. Đây, mình sẽ bắt đầu cái video. Zombie gì à? Đi chuẩn bị để tí nữa được. Cái đặc biệt của zombie này là bạn nên loot xác thì khả năng cao nó sẽ rất chi kẹt luôn. Rồi, muốn chi kẹt rồi. Cái quần vậy. Cái gì mình lấy mình quấn. Cái tiếng động vừa rồi là của con Razor đó. Khi mà bạn gây tiếng ồn đó, thì con Razor nó sẽ spawn. Mày đem cái sợi của này rồi. Khi mà nghe cái tiếng này thì bạn nên nên ngồi tí xíu, không nên tiếng động để con laser nó không spawn. Không spawn ba luôn. Khi mà nó con laser bị kích động thì bạn không nên không nên đi xa, nó sẽ nhảy vào người bạn. Đó, khi mà nó đứng lại giống vậy đó, các bạn nên đi gần nó. Okay. Nhốt lại luôn ha. Rồi. Khi mà con này nó bị nhốt ở đây rồi á thì cái lỗ này nó sẽ không spawn con khác, trừ khi con này nó bị biến mất đi. Đó là cái cơ chế của game, một đống không hơi chỉ có một con zombie thôi. Mình như mình nói là mình sẽ loot xác zombie thì có khả năng nó sẽ có rất khi kẹt ra. Rồi, như mình nói luôn ha. Rồi, việc tiếp theo của mình là mình sẽ phải kiếm kiếm cái ác quy. Rồi lắc tí xíu.
nghe cái tiếng nó đồng nghĩa với việc là con Razor nó đã rớt xuống rồi đó. Rồi, ở đây có BB luôn. Rồi, ok. Mình sẽ đóng cửa cho nó nhảy qua. Rồi, mình sẽ giữ vị trí. Đó, khi nó đứng lại là bạn không nên đi xa nó quá, nó sẽ nhảy vào người bạn. Đóng cửa lại ha. Cái cửa này thì mình sẽ đút ắc quy. Hy vọng là kiếm được cái 400. Cái 400 nó sẽ mở được hai cửa cho nó 400 luôn. Ok, let's see. Đó, khi bạn lút sẽ gây tiếng ồn. Thì ngay khi bạn nghe cái tiếng mà con Razor nó chạy á thì không nên lút hoặc là không nên di chuyển, sẽ gây tiếng ồn và con này nó sẽ rớt xuống. Thì cái video này là speedrun nhưng mà không thể nào mà các bạn có thể đi chạy một mạch xuống dưới hết, tại cơ bản là các bạn phải kiếm cái ắc quy này nè, cái cục buri chứ đó, để kích hoạt cái điện. Thì đây là cái phòng điện, thì mình sẽ đi phòng ABC, sẽ bấm là ABC ha, AB là được rồi. Con zombie bật cửa lại, bật công. Kỹ năng advanced stealth của mình nó khiến là cái con zombie nó còn không nghe mình khi mà mình tấn công đồng đồng minh của nó. Zombie khá là đông. Zombie. Nghĩa là mình sẽ trốn vào đây, giải quyết từng con một. Từng con một vào đây. Ôi, không phải là Razor chứ. Sẽ có thể kiếm một kỳ kẹt ở đây. Cầu gì ước nấy ha. Cầu gì được nấy. Rồi vết thương của mình sao đây. Vì máu mình không còn nhiều nên là mình sẽ cố gắng. Cái này nó hơi khó tí xíu, rồi mình phải lút cái ắc quy 600 trở lên thì mình mới mở được ba cửa. 600 để mình mở được bốn cửa. Ok, thì mình sẽ mở ABC trước, thì mình sẽ vào ABC để mình kiếm ắc quy 800 sau. Thank you.
396 được luôn ha, hơn quá. Rồi cái phòng này bạn có thể lút được tui vít, thì mình hy vọng mình sẽ lút được tui vít để giúp cái việc speedrun của mình nó thuận lợi hơn. 600, ok rồi, khá yên tâm. Thì bạn thấy đèn nó nhấp nhá thì chứng tỏ là cái chiếc năng lượng nó sắp hết rồi đó. Thì các bạn phải trở lại vùng điện và kích hoạt cầu chì lại. Nhưng mà đằng này mình sẽ cố gắng đút thêm một phòng nữa đi ha. Và tới 40 ha, quá tốt ha. Còn còn Razor ở ngoài, khả năng cao là mình sẽ lừa nó vào cái phòng này mình nhốt nó lại. Thay 600 vào, bỏ ABC. Bởi vì mình có thể loot tất cả các phòng này để có thể giống như là kiếm được nhiều tôi vít hơn, nhưng mà cái vít video này á là từ khi mình nay kịp mình không có gì đến có súng rồi ha, nên mình để chắc mất thời gian thì mình sẽ đi vào cái phòng cuối cùng. Mình thấy nhìn mình nó đi xuyên tường khó chịu nha, phải xử nó. Đánh mình không xử nó thì tí mà cái con Razor nó spawn xuống á thì thiệt thòi cho mình. Mình sẽ phải nhốt vô vô mà. Okay, đi từ từ thôi, còn nó lại nhảy vào người mình. Mình xét xét cái nè, cho nó khỏi nhảy. Tránh mất thời gian. Chính xác mà. Giờ đau quá. Thế vậy là cái thương xe 2 rồi đó bạn ạ. Chính xác mà. Nó sẽ không bấu gì đó bạn. Ngất thật ta, xui thật sự. Mình đã quá chủ quan. Có gì quấn không ta? Để hiểu cái vết thương này, thôi học xong rồi. Cắt luôn cái vải trên người mình thôi. Có zombie ở đây nữa chứ. Okay,
được mượt lắm. Sẽ cố gắng không nghe tiếng động nhiều. Khi mà tới cái vòng này rồi á thì các bạn lại phải đoán mã, tỷ lệ là 50-50. Nhưng mà Word đó có một cái trick á, khi mà bạn nhập sai mã bạn có thể núp ở bên kia thì con bot nó sẽ không thấy. Ok ha, mất quá nhiều máu, hy vọng đoán lần đúng hết luôn. Ồ, thật quá. Ok. Ok thì cái phòng này thì có thể, nếu các bạn nào không biết lắp bích ấy, thì các bạn có thể lắp cái khóa này. Là cái khóa giống như bunker thôi, rất là dễ. Bạn có thể có đường cây FNG. Mà thôi, mình làm video này cho các bạn, mình nghĩ là mình nên lock ít nhất là khóa đồng với khóa bạc để show cho các bạn thấy là có đồ gì ha. Mình hơi tốn thời gian cái pha AM, hồi nãy mình hơi chủ quan, bị con kia nó quýnh cho ngất rồi còn dính vết thương C4 nữa. Ok, bắt đầu trước luôn. Ok ha. Rồi. Như vậy là mục đích của cái video này là thành công ha, là mình naked, không có đồ và có súng. Phèo tí xíu. Thì như các bạn đã thấy là mình nãy giờ mình lút sơ sơ thôi, chứ mình không hề lút hết. Mình không hề lút hết là mọi cái phòng ha. Khi mà bạn lút full cái bunker này thì bạn sẽ có rất là nhiều cái bobby pin nè, từ cái phòng E nè, có rất là nhiều tô bích từ cái phòng depository. Lần này là mình muốn speedrun là mình sẽ cố gắng là xong hoàn thành cái bunker này nhanh nhất có thể. Ok xong ha. Lọc 3 phòng, ok được. Súng này cũng không có ngon lắm. Các bạn hơn thì các bạn có thể rút ra được RPG. RPG giúp các bạn ray nhà. Ok, VHS. Không có gì nổi bật. Ok, mình sẽ chuẩn bị đạn. Cái gì mà lên cơ gặp Razor để mình có thể bắn. Mình không có thể nhốt, không cần phải nhốt nó vô phòng, tránh mất thời gian của mình.
bằng đủ rồi. Okay, let's go.